vậy. Sao con em còn nào tám con mẹ tám con lục mẹ nàng yêu em mới chữ năm mẹ chưa đang hạnh giảm yêu ấp ý tè bám luôn ước ở Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bye.
วนพวกเราดีดีเยื้องดงก็จอกุกหายเมื่อเดือนสังงานนายขันเธอหลั่นสักหัวเมาบางนายโซ่สังโซ่ถือไอ้คุณเลิกงานเลี้ยงด้วยหางเจ้าพี่เมื่อนายนั้นเลี้ยงก็เข้าดีLet's go.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
là cái mỏng lá chứ mấy. Chị Lan, này hai cái mỏng lá. Lại hai cái mỏng lá gọi là người này có thể mình ra những bụng rồi. Bạn, em biết đúng. Hẳn cua thôi. Đúng không? Oh,
Thank you.
Yeah.
ไปไม่ได้เล่นจะตายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าต้องบอกละบูดอกบูบอกบูดอกนี่เดี๋ยวบูดอกก็เดี๋ยวอันนี้มีเหรอไหมนะลาบ้าลาช่องไหนห้องห้องคุ้มดง
ăn với tạm thôi. Để ba là muốn được, ba là con trai của gia nó có họ hoang. Đi xin ba, đừng cho gia tụ ăn để xin khai đại tỉnh để tự họ hoang. Đừng có anh lúc. Nhìn em lại đi ạ. Không biết. Nhà lại ba, xin ba. Tâm tình gia, ba cho đây xin. Ông tay là ba. Anh hai ông. Ba là ba cho. Để cho được phụ thê của về của ba là xuống thay là thế ngày hôm nay. Và không đông hàng tháng 28 rồi là tăng cũng không phải vụ không đồng thường tiêu dùng là thông tin dịch vụ trung tâm kiểm tra cho đường thất công là xin cho đường chúng tôi là họ không đông hàng tháng 28 rồi nếu ba lần đạt ba không thay là xin ba là cho và là cho ta cho vâng ta cho bỏ hai đứa tặng đi tặng đấy nha cao lên chị này bật bật lập xuống rồi có nhiệt lưng dạ này ba
Oh,
Thank you.
Thank you.
Mẹ, lại đó. Mẹ, lại cha,
để cho cô thỏa mãn đi đã. Con này thư phụ đã giang tay cứu vợ. Để cho cô thỏa mãn. Cô thỏa mãn nè, xong rồi là cô là tâm biết ơn cháu, chan biết ơn mẹ đã giúp cho chúng con thoát khỏi cơn đọa đày dưới ngục tội. Rồi thôi, cô vui vẻ lên nhé, chứ con cháu đã có là nhận tâm lòng thanh lễ bái để đưa cô lên rước cô về rồi. Thì giờ chứ cô đừng có buồn nữa, con cháu để cô là dạy bảo con, dạy bảo cháu, buồn nặng con cháu cho đàng hoàng. À, vậy thôi, giờ con cháu con nón còn dài, ấm chưa xịt bịch chưa không? Chứ cô là cũng thương con, thương cháu, cô đã về đấy rồi. Cô cũng đừng buồn chứ con cháu nữa, cô cũng vui vẻ để giúp con giúp cháu, để nhận chắc cho con cho cháu. Kinh mang đồng ý nó có tâm ơn ơi. Cắn mang đúng rồi, có tâm rồi. Bây giờ chưa là cô là dịnh chắc cho con cho cháu. Mà giúp đỡ cho cái phải người cho cắn mang đúng rồi, cắn mang ngay đi. Con đi mà kêu cầu chứ con là không biết khi mô mà thoát khỏi. Thôi giờ chưa là cô vui vẻ lên, giờ chưa trong hồi đông đúng bé đã đưa cô về đây rồi. Thì giờ chưa cô vui vẻ lên, cô đừng khóc nữa. À, cô là con cháu là có dân, cô là một ít là gọi là đồ để là dùng đó, là về dưới là cô có bán phạt cho chúng là con cháu con cứ khổ. Thì đó, thì giờ chứ là cô vui cô vẻ lên. À, cô đừng có buồn gì hết nữa, chứ cha mẹ ơn tên hồi đông tử phủ đã dẫn dắt cô về tới đấy rồi đó. Giờ chứ cô vui vẻ lên rồi đến biển dài lời cho con cho cháu biết đó. Chứ con cháu của cô là con nón con dài thế, ấm chưa xích bếp chưa không đi chứ, chứ cô dịnh chắc cô về đây rồi. Để chứ cô dịnh dắt con, dịnh dắt cháu đến tiếng dạy lời cho con cho cháu được biết đó, để biết đường mà đi, được biết lối mà lôi đó. Chứ chưa là cô đừng có buồn nữa, chứ cô vui vẻ lên rồi cô là đấy đi. Ui giời, con cháu là dẫn cô là nhiều đồ đoàn kia đó, để cô dịnh đồ dịnh đoàn về cho mà phân phát cho trung giá tiền đó, như cái hướng lính mà khuất mặt khuất mày. Mày cô tốt quá, thôi giờ chưa là cô vui vẻ lên. Vâng, bây giờ chưa mà cảm ơn cô là cô phải vui vẻ lên. Mang ơn cô nhiều chưa, mà mang ơn cô là cô vui vẻ lên. Rồi, cô mua lại mà uống nước, mời cô uống nước ăn trâu cái đã. Mời cô uống nước ăn trâu. Mời cô uống nước ăn trâu đi. Đó, cô uống nước, mời cô. Mời cô cháu, mời cô cháu giống, mời cô uống nước ăn trâu. Đó, mời cô uống ăn trâu. Rồi rồi. Thôi chưa chưa, cô muốn ăn trâu, cô ăn đi, cô vui vẻ đến đây, đừng khóc, đừng lá gì hết nữa. Để là bố dẫn cô. Rồi cậu nhà của cô đấy, nhà của cậu chứ không? Chị ơi, nó có cậu chứ nào, nhà của cậu nhà của cậu. Cô ăn mới có con cậu. Cô ơi. Cô về đây được là biết rồi. Chị giáp sắp rồi. Con giấu nhưng mà... Con... Dạ. Vui vẻ cô ơi, cô ơi. Mẹ ơi, tại sao con lại khổ như thế này? Thôi mời con.
không nhớ hai vợ chồng nó thì chúng con biết đến khi mồ. Còn mà cô có cảm ơn cô áo cái gì chứ là cô vui vẻ đấy này, cô đừng cô khóc cô lá gì hết nữa, để cô là dân đó này đấy này, vui cha con cháu của kỳ nha của cô là nó chú cô dụ chứ này đó dạ là cô kỳ nha kỳ tên để về dưới đó để về dưới có con cháu của cô nó lo chú cô vui cha vui và đó. Vàng thôi bạc nén bạc thôi thế về là cố là con ơi con ơi khổ con ơi cô tí không biết như nào chờ mới trả được cô bạn cô vui vẻ lên cho con cháu. Thôi, bố vui vẻ lên cho con cháu. Tôi có cho cháu. Bố vui vẻ lên. Con cháu. Là đừng có buồn nữa. Bố về đấy rồi. Bố quá con cháu. Bố vui vẻ lên để bố để chạy lên cho con cháu. Tôi đi đâu sao đi? nghèo thì nghèo nhưng đừng có làm điều gì
Cũng đi mai một con sẽ biết đâu qua ta cùng nên xin phép cha xin phép mẹ xin phép cô thần nhắc cho con cháu của ta với con cháu hôm nay đến dự lễ trình của cháu ta biết mà nở có tâm có đức đừng có như bọn ta đây làm nhiều điều ác để rồi phạt đi đọa đày dưới chân dưới âm ti địa ngục con ơi con biết không mai nhờ cây chú đây này chú cứu con nhiều lắm đó con biết không chú bộ đội đi là ở trong nhà của cận mạng đông năm xưa mình đi chiến đấu trên sau nhà mà cũng ai đi đưa về chú có tâm có đức chú đi theo cháu chú kéo cháu lên nhiều lần cũng là cháu cũng đi xuống âm ti với chúng ta năm 18 tuổi rồi ơi chú ơi ta mang ơn chú nhiều lắm đó chú ơi ta biết chú giúp nhiều lắm ta biết chú giúp nhiều lắm ta biết con ơi đừng buồn con ơi rồi sẽ có ngày vĩnh viễn mãi thôi giúp cho những người người ta có tâm có phúc người ta giúp cho dòng họ chúng ta thoát khỏi cảnh đọa đày dưới ngục tù con ơi nhớ lấy nghe lời ta nghe chưa cũng cần phải giàu có gì chỉ cần sống có tâm có đức thì sẽ có phúc phần về sau bé này cái con cháu nhà họ Hoàng lại cô nhớ chứ cô đã về rồi thì cô vui cô về lên à. Con ơi con cô vui cô về lên con biết cô cho con cho cháu có lộc có tài ní chứ nhớ chứ cái gặp cái mà khó khăn thì nhiều ní đi đó nhớ chứ là cô vui về lên cô đừng có khó có lá gì nữa đó thôi nhớ chứ cô vui lên chứ nhớ chứ có vui lắm đấy khỏi cha khỏi mẹ có vui lắm đấy có rất là lắm ông đây chuyện gì thôi thì cô vui lắm thôi cô đừng có buồn nữa nhớ nhớ chứ đây nhớ chứ cái gia thủ ám đi là phải cố là nhớ chứ cái gia thủ ám đi là chứ đã lo cho cô chứ đi rồi là cô có thể thỏa mãn hay không có được cái không có thỏa mãn hay không thỏa mãn lắm cô ơi hai đứa đi làm bán hết tài sản để đi cứu cả gia tộc rồi thôi chứ chưa là cố để chữa được thôi sáu thì cố cho con cho chẳng lai chứ còn chín á ngay cả đứa con trong bụng đó nó cũng không tiếc giờ chưa là cố cửa là vui vẻ lên mà giúp cho con cho chẳng lai cho con cho chẳng lai chứ cố cho con cho chẳng lai đó giờ chưa
đã hy sinh cho cô nhiều như nữa, chứ cô là phải thương con thương cháu. Sau khi là cô giúp cho con cho cháu, cho con cho cháu lại là gấp bốn gấp năm lên chứ nữa. Đó, chứ là cô dịch dắt con cháu đó là giúp cho con cho cháu là gấp bốn gấp năm lên. Có nghe chưa đi? Con cháu của cô đang không mua cho cô bán phải không chứ? Cô bán phải cho con cho cháu chứ? Vâng, từ 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 từ, hai đứa con nhiêu? Oh,
Thank you.
con